Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ thử nghịch chiếc đèn năng lượng mặt trời này các bạn nhé. Mình sẽ độ chế thành một cái đèn với công suất sử dụng sẽ lâu hơn nhé các bạn. Đó, đây mình có, đây là ba viên pin này. Mình có đặt mua thêm ba viên pin này nữa. Và tấm pin năng lượng mặt trời sẽ lớn hơn. Trên cái đèn năng lượng này chỉ tấm pin rất là nhỏ này. Mình sẽ dùng tấm pin lớn đây. Cái này mình đã đặt mua trên Shopee nha các bạn nhé. Đây, này tấm pin sạc này. Cái này cho công suất sạc lên tới 6V nha các bạn nhé. Để hàng được cái này thì mình cũng có đặt mua trên Shopee. Với mỏ hàng chỉ có 60.000 thôi. Nhìn khá chất lượng này. Đây, vậy. Có điều chỉnh nhiệt độ trên này luôn. Công suất cao nhất là 280 độ, 300 độ đây. Rồi. Có kèm theo cả chì hàng nha các bạn nhé. Với lại bộ mũi để thay này, bộ mũi để hàn này các bạn. Để thay đổi khá đơn giản. Ok, giờ mình sẽ đổ cái bóng đèn vào trong cái chóa xe máy này nha các bạn nhé. Nhìn khá thú vị đấy. Giờ mình sẽ tiến hành làm nhé các bạn.
Thank you.
Cô lấy lại được ạ. Vậy xong nhé bạn nhé, mình đã hàn xong cái tấm pin rồi. Giờ mình sẽ hàn cái chân sạc nhé các bạn nhé. Đây mình có cái chân sạc này. Giờ mình sẽ tiến hành sạc cắm thử cho các bạn nhé. Cái tấm pin đang sạc cho bên nó bán riêng này, bị cần che đi này, và sẽ không sạc được. Đó, giờ mình sẽ cắm sạc vào nhé. Các bạn chú ý này. Đó, cắm vào sẽ sạc. Đó. Đây là có sạc nhé các bạn nhé. Ok, giờ mình sẽ tiến hành hàn lại. Hello các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kết quả của mình sau khi làm đổ cái đèn led này các bạn nha.
khá là sáng này các bạn. Đó, mình sẽ thử tắt mở cho bạn xem nhá. Đây, đó, bạn sẽ tăng giảm độ sáng này. Đó, nó đang độ giảm sáng nhé các bạn nha, khá sáng đấy chứ. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi video nhé, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, chào tạm biệt các bạn nhé.